Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay lại cái con chim của mình nó lại đẻ trứng các bạn. Con chim mình diễn ảo thuật nè. Đấy. Ba con chim bồ câu để phục vụ mình diễn ảo thuật nè, nó lại đẻ quả trứng. Mà ba con chim này là mình mua. Mà bây giờ nó đẻ trứng vậy rồi làm sao cho nó ấp với nó nữa ta? Ê, lại mới ỉa cục cất vô đây rồi. Từ ơi sao hư quá vậy con? Né ra coi. Từ ơi kìa. Hai quả trứng mà còn ỉa cục cất vô đây nữa, hừ quá, trứng qua đây ba coi, đó hai quả trứng kìa, còn đúng là đây là những chú chim diễn ảo thuật đó các bạn. Đây mình sẽ bắt một con ra cho các bạn coi nha, nó rất là khôn nha các bạn. Đó, mỗi lần mình diễn thực mình biến nó ra là nó bay xung quanh sân khấu vậy, nhìn rất là vui nha. Trời ơi, để quả trứng kìa, đây quả trứng mà còn có cục cất ở đây nữa. Trời ơi, ôm cục cất ra này, đem lấy cái xích quả trứng. Bây giờ cái quả trứng này sao ta, sao cho nó ấp ta, ủa nó mới đẻ luôn nè. Trời, cái đít mày bự quá vậy. Trời ơi. Ủa rồi mình làm cái gì ta? Nóng hổi nha các bạn. Nóng hổi luôn. Bây giờ mình lấy nó ra đi. Tháo cứt ra đi. Mình nghĩ phương án tiếp coi làm cái gì. Tháo cứt ra đi. Ừ, có cái máng ỉa không? Ỉa mà. Ỉa vô trong đây. Rồi. Dục đi kìa đó. Bây giờ làm gì tiếp theo ta? À, bây giờ mình làm gì với hai quả trứng này? Chắc mình phải kiếm cái gì mình lót cho nó ấp thử các bạn. Cái đây qua tới chắc nó đẻ ra còn chim cồn quá. Bây giờ bỏ thêm lúa vô cho nó ăn nha. À, chúng sẵn bị lúa. Chim này là chim mình diễn ảo thuật đó các bạn. Mình là ảo thuật gia mà. Thấy cái kênh YouTube đều là dạy ảo thuật. À, bữa giờ rảnh chưa có post mấy clip dạy ảo thuật. Sắp tới qua tới là mình sẽ chuyên làm mấy clip dạy ảo thuật cho các bạn coi nha. Dạy mấy trò diễn ảo thuật biến ra chim bồ câu này nọ. Đó, vậy các bạn. Khuôn chim các bạn làm luôn nha. Đó, để nó vô. Ăn đi chứ ít bữa nữa. Ít bữa tôi về quê là không ai chăm nữa. Mèo, mèo được ăn hoài. Chim diễn ảo thuật của người ta mà. Con mèo nó đòi xử các bạn. Hư quá. Bỏ đũa vô nè. Mấy bạn muốn coi dạy ảo thuật mấy trò gì? Giấy biến tiền, tiền biến giấy hả? Hay là biến chim bồ câu rồi. Có hết luôn. Cái con mèo kia nó mè con chim này miết nè. Kỳ quá. Bỏ vô cắt đi rồi. Đó. Cắt mèo ra rồi. Nó mè con chim nè. Con mèo là mày me hoài nha mày. Tao quánh này bây giờ. Thôi cho con chim vô đi. Vô trong chuồng đi. Chút xíu nữa rồi đi diễn ảo thuật. Chặt nữa là ít bữa nữa là diễn Tết nha. Tết trà xô nhiều lắm đó. Rồi đó, khoảng mấy ba con luôn. Bây giờ kiếm cái miếng vải bỏ vô lót cho nó ấp cái này. Trong lẽ mình bỏ vô đây cho nó ấp luôn rồi ta. Thôi mình bỏ luôn vô đây đi. Bỏ luôn đây luôn. Để chậm nữa đi nghiên cứu phần chết. Trời ơi, nó mẻ rồi, nó mốt một phát rồi. Trời ơi, ngu thế ớn luôn. Nó thả vô chậm nữa đi làm cái tổ cho nó, đi hàng cho nó làm cái tổ cho nó ấp chùm thôi là chết luôn á. Nó dậm miết là nát cái quả trứng luôn á. Ơi, mấy bạn, các bạn nào biết cách làm sao mà cho con chim này nó ấp tốt không ta? Các bạn comment bên dưới giúp mình với nha. Nó chưa đẻ lần nào mình cũng không có kinh nghiệm. Để cho nó đẻ. Rồi. Đây hôm nay. Rồi, cho tạm lên đó. Ok. Anh em nào biết cách làm cho nó đẻ ấp trứng cho nó thì chỉ mình với nha. Mình sẽ làm theo các bạn thôi rồi. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn.